Lô anh em và chào mừng em quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là DT Gaming đây. Ủa, anh em có nhìn thấy gì không? Anh em có nhìn thấy cái gì mà tôi đang nhìn thấy không? Team 3 phép ạ, 3 AP ạ. Đó, trời ơi. Trận này đánh sao đi mấy anh hai. Đó, tu len đi rừng này. Thôi, thì hôm nay mình làm cho anh em về một vị tướng rất gọi là trâu bò. Đấy, nó là Athu. Thì cũng phải nói luôn là trận này mình cũng thực ra không định quay đâu, nhưng mà team mình là đánh 3 AP và trận này cũng rất là căng thẳng. Nên mình quay lại cho anh em xem. Đấy, để xem là khi mà team bạn big team mình big chôn thì anh em phải làm như thế nào để có thể gồng gánh cái team này. Đó, thì thực ra là cái trận này ấy, thì mình cũng không phải là gánh gồng gì cả, nhưng mà anh em phải biết là khi mà team mình pick chôn thì mình phải pick con gì để cho team mình nó cân bằng hơn và đánh nó sẽ dễ dàng hơn. Đó, thì sự việc là như thế này. Đầu game thì hai ông pick đầu tiên là ông gì nhỉ, Natalia và ông Tulen. Đấy, Natalia big đi mid và Tulen big đi rừng. Xong rồi đến pick thứ tư là Violet. Đó, pick thứ tư và là Violet và hai người pick cuối cùng là mình là đâu, pick thứ ba là Violet. Đấy, mình là pick thứ tư và ông cuối cùng ông ấy pick một phát, ông ấy pick con Lorion. Đấy, nên là mình không thể nào là làm khác được mà là mình phải pick con Athu này thôi để gồng gánh chống đỡ cái team này. À, bây giờ có bạn trời luôn này, dắt lên bảng điểm số này. Tiếp theo là vị trí của Teo Nát, thịt thằng bò với thằng Diu luôn. Diu chết rồi thì con bò chạy đi đâu? Bò đang chạy rất là nhanh. Bò có thể sống sót qua cái mùa này không? Bò chạy được không? Bò chết rồi. Trời ơi, ông này lại bú của mình. bú mạng của mình thì bạn phải bỏ mạng lại thôi. Đấy, trận qua đấy thì phải bỏ thôi, qua đấy bỏ, không phải mình cố tình mình bỏ bàn lại đâu. Không bỏ thì cả hai cùng chết, nên là thôi bỏ AD lại giữ mạng support nhá. Đấy thôi, đem anh em đép trụ. Cái quả vừa nãy là khi mà Florentino ấy bật ulti băng vào các kiểu là mình biết là một phải té ra và một trong hai chết. Đấy, đi cùng là càng đứt. Thôi bỏ đi anh ơi, bỏ đi, team nó đông lắm, 3-4 thằng ở đây đấy. AD kìa, AD cứ lên thế là sao không phải, AD này rất là ngáo luôn. Nay thì làm sao mà tôi cứu được. Thôi, toàn. Wow, AD đánh thế này thì chết đâu. 4 thằng nó ở đây mà ông lộn lên cái kiểu đấy thì làm sao mà sống được. Tôi không hiểu AD này đánh kiểu gì. Nhưng mà cái được 3 mạng, không phải cái S mà bạn ấy ăn được 3 mạng là tốt rồi. Nhưng mà cái trận đấu này thì anh em sẽ được chiêng ngưỡng xem là sức mạnh của ba cái con AP như nào nhá. Đó, nhìn có vẻ là big chôn game nhưng mà nó lại rất là hợp lý. Đấy, hợp lý ở đâu thì anh em phải xem hết mới biết được. Đó, thịt teo nót. Ờ kìa, rõ ràng là mình đam cuối cùng mà sao thằng Natalia có thể cái được của mình nhỉ? Cay thật đấy, quá cay luôn. Nào ra solo về bò xem nào. Nào anh em solo cái nào, solo kỹ năng cái. Thực ra nha, bò với Athu nha, mình chấm Athu có phần nhỉnh hơn. Thứ nhất là có thể bắt được AD, thứ hai là đội châu chó thì không kém bò một tí nào. Úi giời, giát đập của ngay. Thì thôi, team mình đấy rồi, bố đi đấy. Rồi sao? Giát chết đấy, giát chết. Diu chạy được không? Ơ kìa, cái thằng Natalia này lại bú mất mạng của thằng Diu rồi. Ông này từ nãy giờ ông ấy cái S của mình hơi nhiều đấy. Thôi thế, thôi bỏ nhá. Bỏ, về. Flo bật cả tốc hành, bật cả ulti để chơi. Nhưng quả đấy Flo không thể lên được. Đó, quả đấy mà Flo mà hủ báo là chết ngay. Đấy, thì team bạn big cực kỳ đẹp luôn. Florentino đi top này.
Zad đi mid này, rồi cặp AD support là Bò và Elad cùng với rừng là dịu và Bò phải bỏ mạng thôi. Bò không thể nào mà không bỏ mạng được quả này. Zad đi lỗi thì Bò phải chết. Đấy. Anh em ăn trụ mid thôi. Zad lên bảng điểm số này. Rồi, em lốt trụ mid này. Em lốt thôi. Không hết lính rồi. Vào ép lốt thôi. Lại có lính rồi thì vào ép thôi. Đi mình trận này nhá. Anh em thấy không? Làm cái gì mà tôi hỗ trợ tận 9 mạng thế kia, anh em có thể cho mình một mạng được không? Thì bạn ép trụ đến đép trụ thì thôi. Bỏ đi Nata ơi, về đi. Làm gì còn lính nữa đâu mà đánh. Mà ép. Chết rồi. Nata bị giáp. Nata có bị giáp giết không? Vâng. Vâng, giáp đã phải chạy về. Zad chỉ cần 2 giây ở 1 giây ở lại nữa thôi là Zad lên bảng điểm số với Natalia ngay. Lata đam đầu game cực kỳ to. Thì anh em có thể thấy là team bạn không biết đánh hay hay không, nhưng mà team mình 3 ông AP đánh rất là hay. Hiện tại thì mình thấy là ông Tulen chắc chắn là đánh hay rồi, ông Lata đánh hay. Còn ông Lorion thì chưa biết thế nào, tại vì từ nãy giờ mình chưa lên đường Lorion bao giờ. Nhưng mà phải khẳng định là Lata và Tulen đánh cực hay. Đấy, thì các bạn có thể thấy là Big Chon thì Big Chon thật, nhưng mà vẫn gánh được team nha. Đấy, AD lại chết, ông AD này cực kỳ ngáo. À, Lorion làm gì đây? Lorion cũng đánh hai anh em ạ. Đó, này, cho tôi cái mạng này anh hai ơi. Lorion đánh hay chưa? Nhìn chưa? Làm phát cân cả rừng cả AD team bạn, chỉ đùa đâu. Thôi, bỏ nhá. Thôi anh ơi, anh em mình có họ. Ý, Tulen kìa, Tulen ăn được Bò kìa. Lạo, Tulen ơi, ra đây. Tulen, rồi. Quả này Flo chạy vào mắt. Flo có trâu đến đâu thì cũng không thể nào mà thoát được. Đấy, quả đấy là Flo chắc chắn sẽ chết do là Tulen ra rồi. Tulen là một trong những vị trí gọi là khắc chế cực mạnh so với cơ Flo luôn. Tại vì Tulen có khả năng dồn sát thương cực kỳ cao. Đấy, nên là trận này team mình mà không có Tulen là khả năng toang cực kỳ cao luôn. Mà may là sao mà ông này con AP là Tulen chỉ còn khác thì đúng là team mình chỉ có thua. Đó. Ý là Zad kìa. Zad combo xong rồi chạy. AD team mình hứng chọn một combo nhưng vẫn không chết ạ. Hứng chọn một combo rưỡi của phần Zad luôn mà vẫn không chết. AD team mình khá là trâu. Rồi bắt vị trí của Florentino thôi. Kìa. Anh em về đi, Ziu nó đang đẩy chu kìa. Về nhá. Ziu này lại để chu lén rồi. Tầm này thì mình Ziu không solo lại với mình đâu. Mình quá trâu rồi. Ziu có màn đóng. Rồi ôi ông AD ơi. May nhá. May quả đấy nhá. May cho AD quả đấy nha, chứ không là cũng toang. À, team mình chết rồi. Team mình đang toang. Mình phải lên cứu. Trận này anh em cứ đánh thoải mái đi, tôi bảo kê được. Trận này mình lên full tank nhá, không đam đủ gì đâu, tại vì team mình quá nhiều đam rồi. Đam phép, đam phùng rất là nhiều rồi, không thể nào mà lên đủ đam nữa. Đấy, trận này từ đầu là tôi pick con như kiểu Richter cơ. Nhưng mà Richter thì thực ra là nó không đủ độ châu chó như con Nathu ấy được. Đấy, team đã big chôn rồi nên là không để pick cái con đấy được, nhẹ thôi. Nào, ui kìa, Tulen đúng lửa giật cái thằng Jin chết luôn kìa. Tulen team mình đánh quá ghê luôn. Này, Florentino. Rồi ôi, Flo kìa, đỏ thế chứ này. Tulen lại ăn được mạng rồi. Mấy anh hai có thấy là mình hỗ trợ tận 15 mạng không? Có thể xin mình cho mình hỗ trợ thêm một mạng. À ok, hỗ trợ cho mình ăn một mạng để cho nó đẹp cái KDA được không? Từ lấy đến giờ không cho mình ăn mạng nào là như nào nhỉ? Này, thịt luôn. Thịt đi còn gì nữa, team mình khỏe mà.
ăn luôn cái thằng Diu. Diu là Diu. Về yếu máu rồi, về à, lại còn phải lo cái này thì chết không. Thôi về nhá anh em, mình không ai quan, không ai liên quan đến ai đó. Thì nhân đây thì cũng thông báo với anh em luôn là hiện tại thì mình cũng đang nhận cái thuê cho cô em nữa, thì thôi chết rồi, toàn đấy. Thì nếu mà anh em nào có nhu cầu cây thuê thì liên hệ ngay với số điện thoại đang hiện trên màn hình đấy. Thì giá cây thuê giá rất rẻ luôn đấy, không phải chờ, anh em cứ nhấc điện thoại lên book là có nhá. Đấy thì quảng cáo tí thôi, thì quay trở lại trận đấu đó. Trời ơi, nhìn thấy chưa, Lorion của tôi đánh mắc binh luôn á, em nhìn thấy không? Ai Furlon cả lên cả huân chương tròi, cả giáp Gaia, cả một cái đôi giày giày cao phép mà vẫn bị Lorion nó giật chết à, đúng là kinh khủng thật. Đúng là con ba con AP này đánh, kể cả team bạn của kháng phép đến đâu thì cũng không thể nào mà ăn được AP này đó. Thì chắc là team mình win rồi đấy, thì đánh đến đây thôi nhá đó. Đưa đợt lính này lên là win thôi, team bạn thì cũng chết ba người rồi, còn hai người này thì làm sao mà đép được trụ. À phải lo rằng già cũng chết thôi. Tôi cảm ơn anh em rất là nhiều đã xem cái video của mình hôm nay. Nếu anh em thấy hay, hãy like, share, subscribe kênh YouTube của mình nhá. Bye bye.